Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng và bây giờ là 6 giờ 30 giờ California, tức là 8 giờ 30 giờ Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, chúng ta vẫn sẽ đi vào phần tin tức trước rồi mới bước qua phần đọc comment và thảo luận sau. Đầu tiên hết, bản báo cáo từ Liên Hợp Quốc là phía của các nhân viên của Liên Hợp Quốc lại tiếp tục bị sách nhiễu và bị bắt giữ. Bản tin từ Islamabad cho biết một số những phụ nữ à Afghanistan làm việc bởi Liên quốc đã bị bắt giữ và bị sách nhiễu hoặc là đã bị giới hạn chỗ làm của họ sau khi mà chế độ Taliban đã ban cấm các phụ nữ làm việc cho hệ thống của Liên quốc. Một viên chức của Liên quốc đã đưa ra lời tường trình vào ngày thứ Ba, chế độ Taliban quản trị tại Afghanistan đã thông báo trước đó cho Liên quốc vào tháng trước là các phụ nữ Afghanistan làm việc cho cơ quan của Liên quốc sẽ không được phép làm việc cho cơ quan này trong thời gian tới. Và đây gần như là hàng loạt các cái vụ phân biệt một cách gọi là vô luật pháp và dường như là cái chế độ bán quản trị này tức là bán chính thức này với mục tiêu là giới hạn tất cả quyền của phụ nữ và trẻ em ở hầu hết các khu vực công cộng và mỗi một ngày trong cuộc sống tại Afghanistan bản báo cáo của Liên Quốc đưa ra về tình trạng nhân quyền ở quốc gia thuộc khu vực ở Nam Á này. Và chế độ Taliban vẫn tiếp tục dập tắt tất cả những tiếng nói đối lập trong năm nay. Đặc biệt là những người nói ra về những về vấn đề liên quan tới quyền của phụ nữ và trẻ em đều bị đàn áp. Và trong đó thì bản báo cáo của Liên Quốc chỉ ra cho thấy là trong cái tháng 3 họ đã bắt giữ ít nhất 4 phụ nữ và trả tự do một ngày sau đó. Sau khi những phụ nữ này biểu tình đòi hỏi là họ được quyền đi học cũng như là làm việc ở thủ đô Kabul và việc bắt giữ này à, bao gồm luôn cả à, Matitula Vuesa, được xem là lãnh đạo của một cái tổ chức có tên là Pen Park, một tổ chức xã hội à, hoạt động ở tại à, Afghanistan dành cho các bé gái và đồng thời họ cũng đã bắt giữ một nhà hoạt động cho quyền phụ nữ có tên là Parisa Mora -Mobaris và à, người em trai của ông ta vào em trai của bà ta vào tháng 2 ở tại phía bắc của quốc gia này. Hàng loạt các nhà hoạt động xã hội dân sự đã được trả tự do theo báo cáo, họ không bị truy tố. Tuy nhiên, thì họ đã bị ngăn cấm và không tiếp tục được làm việc cho cơ quan liên quốc hoặc là tham gia những hoạt động dành đấu tranh dành cho quyền phụ nữ. Đây được xem là bản báo cáo mới nhất của liên quốc liên quan tới quyền phụ nữ ở tại Taliban, à, ở tại Afghanistan, nơi mà chế độ Taliban đã chiếm quyền cai trị trở lại từ tháng 8 năm 2021. Đó là bản tin liên quan tới thời sự quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới thời sự quốc tế ngày hôm nay, Do Thái lại mở tù cuộc không tập vào giải Gaza, sát hại ít nhất là 3 viên chức cao cấp của dân quân và gây thương tích cho 10 người khác. Bản tin từ giải Gaza cho biết, thì lực lượng do Thái đã thực hiện hàng loạt các vụ không tập ở khu vực được xem là rất nổi tiếng ở giải Gaza vào ngày thứ ba. Ít nhất 3 viên chức cao cấp và chỉ huy của lực lượng hồi giáo hát đã bị thiệt mạng và ít nhất 10 người thường dân khác cũng đã bị thiệt mạng. Theo tường trình của giới chức y tế Palestine cho biết, và hai chị người vợ của các chỉ huy trưởng này cùng với một số những con cái của họ đã nằm trong số những người bị tử vong cuộc tấn công này diễn ra được xem là cái hợp vòng mới nhất trong các cuộc giao tranh và trong đó các cuộc không tập đã bắn vào trong uh, cái uh, nóc nhà của một tòa uh, apartment một ngôi nhà ở tại giải Gaza được xem là ngôi nhà thứ ba ở khu vực ở thị trấn Rafa và giới y tế của Palestine cho biết 20 người khác đã bị thương và một số người đang nằm trong tình trạng bị thương trầm trọng phía do thái cho biết là họ nhắm mục tiêu vào nhà cái uh, khu vực được xem là huấn luyện cho dân quân và cuộc uh, không tập này diễn ra mà chỉ một ngày và trong giữa ngày thì hàng ngàn người đã tràn xuống đường để tham dự tang lễ của ít nhất là 10 thi hài đã được thực hiện cái tang lễ này ở trong một cái buổi là tang lễ ở tại thành phố Gaza và các người tham gia vào cái cuộc gọi là đưa tang này đã lên tiếng và kêu gọi những lời chống cho Thái. Và trong đó thì gần như là các cuộc tấn công vẫn liên tục diễn ra giữa lúc mà nhóm dân quân Palestine vẫn tuyên bố là họ sẽ trả thù tất cả những cái hành động của phía Do Thái. Đây được xem là cái vòng bạo động mới nhất diễn ra ở dãy Gaza, nơi mà Do Thái vẫn thường xuyên mở các cuộc không tập và đột kích vào khu vực này để mà tìm cách trấn áp lực lượng dân quân của nhóm Hồi giáo Hamas và nhóm Hồi giáo Jihad tại đây. À, lực lượng của Do Thái cho biết, là họ đã ra lệnh đóng tất cả các trường học và các cái à, à, khu vực được đem xem là công cộng ở dọc theo phía nam của Do Thái sau khi mà có cái cuộc gọi là tụ tập tăng lễ lớn này. Đây được xem là một trong những cuộc tấn công mới nhất của Do Thái nhắm vào khu vực của người Palestine ở tại giải Gaza, nơi mà nhóm Hồi giáo hát và nhóm Hồi giáo Hamas thường xuyên có những hoạt động tại đây và đặc biệt là những trại huấn luyện các dân quân của họ ở khu vực này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, các nhóm hoạt động cho quyền tự do báo chí đã kêu gọi phía của Do Thái phải chịu trách nhiệm cho cái chết của các nhân viên làm việc trong ngành truyền thông. Bản tin từ Jerusalem cho biết thì lực lượng quân đội Do Thái phải chịu trách nhiệm cho ít nhất là 20 ký giả đã bị thiệt mạng trong vòng 2 tập liên qua. Và trong đó, họ mở cuộc điều tra và chưa bao giờ có kết quả hay có một sự trừng phạt truy tố nào. Theo một tổ chức uh, tự do báo chí quốc tế đã lên tiếng cho biết vào ngày thứ Ba, tổ chức này có tên là Committee to Protect Journalists gọi tắt là CPJ, đã báo cáo là trong uh, một năm qua đánh dấu một năm sau khi có cái chết của ký giả có tên là Sirin Abu Atlet được xem là một người ký giả gốc Hoa Kỳ, người Hoa Kỳ gốc Palestine làm việc với đài truyền hình Al Jazeera, một đài vệ tinh đã bị thiệt mạng sau khi mà họ đến lấy tin tức từ cái cuộc đột kích của Do Thái vào khu vực ở vùng Tây Ngạn và lực lượng của quân sự cho biết là cái chết của Abu Akleh bị sẽ bắn bởi viên đạn của binh sĩ Do Thái. Tuy nhiên vụ bắn này là một tai nạn và không có một cái sự truy tố nào. Việc cái chết của Serin Abu Akleh là một cái À, cái à, biến cố gọi là một tai nạn sau cuộc điều tra thực hiện và trong đó à, cô ta đã bị chết vì đạn của do Thái. Đó là lời phát biểu của Robert Mahoney được xem là giám đốc điều hành của CBJ, một tổ chức bảo vệ cho ký giả đã lên tiếng cho biết như trên và theo tường trình của tổ chức CBJ thì đã có tổng cộng 20 ký giả đã bị thiệt mạng bởi các cuộc tấn công của quân đội do Thái trong vòng 22 năm qua và 18 người đã bị thiệt mạng là người Palestine và trong đó hai người là có cái công dân của gốc Âu châu và ít nhất 13 người trong đó bao gồm luôn Abu Akhlet được mô tả là những ký giả đã làm việc ở trên xe trong trong lúc mà đang đưa tin. Đây được xem là một trong những cái hành động của quân đội Do Thái và chưa bao giờ có những cái truy tố hay chịu trách nhiệm và chúng tôi kêu gọi sự chịu trách nhiệm của chính quyền Do Thái đối với cái chết của các ký giả. Đây được xem là bản báo cáo mới nhất của tổ chức CPJ đã đưa ra và lời kêu gọi này đã thúc đẩy cơ quan liên quốc là điều tra rõ ràng hơn về cái chết của một nhân vật khác tức là một ký giả có tên là Ahmed Abu Hussein người đã bị thiệt mạng tại giải Gaza trong cuộc biểu tình năm 2018 à, và tiếp đến là tại Abu Akleh và phía do thái cho biết rằng là họ không có bằng chứng là cho thấy rằng là mutacha là một ngày dân quân đây được xem là cuộc báo cáo mới nhất của tổ chức bảo vệ cho ký giả ở trên toàn thế giới và trong đó họ cho biết là tổng cộng có 22 ký giả đã bị 20 ký giả đã bị thiệt mạng trong vòng 22 năm qua kể từ khi có cuộc xung đột giữa người Do Thái và người Palestine. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, đại sứ của Hoa Kỳ tại Do Thái là Tom Knight đã rời khỏi vị trí của mình. Bản tin mới nhất từ phía của Do Thái cho biết là đại sứ Hoa Kỳ tại Do Thái là Tom Knight đã rời khỏi cái vị trí của ông ta trong mùa hè năm nay sau gần 2 năm làm việc tại quốc gia này. Theo tường trình của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, Ông Tom được biết là đã đến Do Thái làm việc từ năm 2021 và bây giờ thì ông đã chính thức rời khỏi vai trò đại sứ Hoa Kỳ tại Do Thái giữa lúc mà quốc gia này đang đối diện với một cái cuộc bất ổn về cuộc biểu tình của lực lượng cánh tả chống lại tình trạng gọi là cải tổ toàn bộ hệ thống tư pháp của Do Thái. Và việc này đã dẫn tới việc mà Liên Hiệp Âu Châu đã hủy bỏ một bữa tiệc ngày hôm nay để khoản đãi các nhà ngoại giao trên thế giới đánh dấu ngày được xem là ngày giải phóng âu châu và trong đó gần như là họ đã ngưng lại cái bữa tiệc này vì lý do người bộ trưởng an ninh nội địa của do thái là một nhân vật thuộc đảng dân tộc cực đoan mà họ nói rằng không thể chấp nhận việc tiếp đãi đối với một vị bộ trưởng mà có cái tinh thần dân tộc cực đoan giống như là ông bộ trưởng bộ an ninh của do thái đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay putin tuyên bố là một cuộc chiến thật sự à, đang diễn ra nhắm vào nước nga trong cái ngày mà nga gọi là ngày đại chiến thắng của họ tin từ moscow cho biết ông tổng thống vladimir putin trong ngày thứ ba nói rằng một cuộc chiến thật sự nhắm vào chống nước nga và trong đó gần như tìm cách phục hồi lại cái uh, chiến thắng của liên bang Viết trước đây trong đệ nhị thế chiến khi mà đám uh, ông ta quy trách nhiệm cho tất cả những quốc gia tây phương đang tìm cách phá hủy quốc gia của ông ta trong lời phát biểu tại quảng trường đỏ đã đánh dấu ngày chiến thắng của Nga. Ông Putin nói rằng Nga mong muốn là tìm hiểu một cái hòa bình trong tương lai và nói rằng quốc gia này vẫn tiếp tục là tranh đấu và có cái chiến dịch quân sự đặc biệt của họ ở tại Ukraine. Ông Putin cho biết khối Tây phương đã đã quên mất cái việc mà chiến thắng của Liên bang Xô Viết đối với lại Đức Quốc xã năm 1945 và theo đó thì ông ta nói rằng là cần phải có một cái giải pháp và cần phải thúc đẩy người dân của à, Nga là chống lại cái sự gọi là phá hủy nước nga của tây phương. Đặc biệt ông ta đã lên tiếng ca ngợi các gia quân nhân của nga tham chiến tại Ukraine và ông nói rằng sự tồn tại của nước nga và sự vững mạnh của nước nga vẫn lệ thuộc vào vai trò của các người lính này ở tại chiến trường Ukraine. Đây được xem là bài diễn văn khá quan trọng của Vladimir Putin đánh dấu ngày đại chiến thắng của nga, ngày mà đức quốc uh, nga đã đánh bại đức quốc xã năm 1945 và trong cái uh, cuộc diễn binh ở tại uh, cuộc diệt binh ở tại quảng trường đỏ đã có một số những vị lãnh đạo của các quốc gia thuộc khu vực Trung Á đã có mặt để tham gia chung với lại ông Putin trong cuộc diệt binh được xem là đánh dấu ngày đại chiến thắng của Nga. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, động đất ở tại Mexico City đang báo động là sẽ có một cái hệ thống được xem là báo động về động đất đã bị hư hại bản tin mới cho biết việc báo động về hàng loạt các cái tình trạng động đất của mexico vào ngày thứ hai đã dường như là đã báo động sai lạc và hệ thống này có lẽ là khiến cho nhiều người tràn ra đường sau khi mà có cái báo động về động đất hãng thông tấn reuters cho biết là việc mà báo động sai lạc này đã nhiều diễn ra ở nhiều khu vực ở thành phố và cho thấy là những người dân đã tràn ra đường từ các văn phòng hoặc là các cái nhà của những cư dân Thị trưởng của thành phố Mexico là Claudia Sheinbaum đã loan báo trên Twitter là hoặc cái hệ thống của alarm tức là hệ thống báo động đã được khởi động và không có bản báo cáo nào cho thấy là có tình trạng động đất sau khi mà có cái là việc mà đo lường từ các cái viên chức về ngành địa chất ở tại quốc gia này và việc báo cáo sai lạc này là nó nhằm để bảo quản cái hệ thống báo động về động đất và trong đó đã được đặt ở ít nhất là 851 vị trí ở tại thành thành phố Mexico và chúng tôi đành phải xin lỗi cho cái việc gọi là à, tác hại mà không có dự tính trước này và đây là một trong những cái cuộc thử nghiệm của Mexico chính quyền Mexico đã đưa ra và tình trạng mà động đất tại Mexico vẫn thường xuyên xảy ra và dẫn tới hậu quả rất nhiều người tử vong do đó thì chính quyền Mexico đã cho thiết lập một cái hệ thống báo động ở ít nhất là hơn 800 vị trí để cho người dân Mexico có thể biết được để mà có thể đi lánh nạn tuy nhiên thì hệ thống này đã được thử lại cái phần mà bà bảo trì của họ và cuối cùng thì nó đã báo động sai lạc khiến cho nhiều người dân đã phải tràn ra đường và tìm nơi lánh nạn ở những cái đống tránh những tòa nhà cao ốc bởi vì họ sợ rằng những tòa nhà sẽ bị sụp đổ và gây ra tử vong cho họ. Đây được xem là một trong những cái biến cố mới nhất diễn ra tại thành phố Mexico City, nơi được xem là có một cái guồng máy hành tránh của ta chính quyền Mexico. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay Canada mong muốn hợp tác với liên minh AUKUS trong cái kỹ thuật mới nhưng lại tránh tình trạng mà can dự tới nguyên tử. Canada vẫn mong muốn làm việc rất gần gũi với các liên minh gồm có Úc, Hoa Kỳ và Anh Quốc trong vấn đề gọi là đi trước về kỹ thuật. Bộ trưởng Quốc phòng của Canada là bà Anita Anand đã phát biểu vào ngày thứ hai khi hỏi rằng quốc gia này có muốn tham gia vào cái liên minh AUKUS hay không. Canada vẫn có quyền lợi hợp tác với lại cái uh, trí tuệ nhân tạo tức là ai quan tâm computer tức là uh, máy điện toán lượng tử cũng như là các cái kỹ thuật uh, tân tiến khác với cái kỹ nghệ quốc phòng cùng với các đồng minh thân cận của chúng tôi bà Anan -an đã nói với các thông tin viên ở tại Ottawa khi được hỏi bởi một tờ báo là liệu Ottawa có tìm cách gọi là gia nhập vào liên minh or với lại uh, anh và úc cũng như hoa kỳ hay không chính quyền Canada vẫn đang mong muốn có được cái uh, việc mà có những cái chia sẻ thông tin về vấn đề kỹ thuật cũng như phát triển các phần khác trong cái uh, liên minh quân sự bao gồm luôn các cái uh, hệ thống gọi là giám sát ở dưới mặt biển và theo tường trình của tờ Club and Mail. Tuy nhiên thì chính quyền Canada lại uh, ngại ngùng đụng tới vấn đề nguyên tử và tờ báo này cho biết rằng là Ottawa đang tìm cách tham gia vào một cái thỏa ước mà gọi là non-nuclear tức là phi nguyên tử với lại các quốc gia đồng minh gồm có Anh, Úc, Hoa Kỳ và à, 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 Hoa Kỳ. Và trong đó vốn đã được à, cái liên minh AUKUS này đã được à, thông báo từ tháng 9 năm 2021. Tuy nhiên đây là một cái liên minh để mà hỗ trợ cho Úc có được cái tiềm tiểu đỉnh nguyên tử và cùng với Anh và Hoa Kỳ sản xuất tiềm tiểu đỉnh nguyên tử một phần mà Canada không muốn. Và việc này đã dẫn tới cuộc đối đầu gây gắt giữa Trung Quốc và các à, quốc gia nằm trong liên minh AUKUS và Canada dường như là đã, đã bị loại trừ trong cái liên minh này bởi vì quốc gia này dường chỉ có chia sẻ thông tin trong cái khối gọi là tình báo ngũ nhãn nhưng họ lại không muốn có mối quan hệ liên quan tới vấn đề nguyên tử quan hệ của chúng tôi với tổ chức phi tức là tổ chức ngũ nhãn rất mạnh mẽ và chúng tôi vẫn tiếp tục bảo vệ quyền lợi và trong đó hợp tác trong vấn đề ai cũng như là tìm cách đưa ra những nỗ lực cải thiện trong cái liên minh của chúng tôi bà an anh đã lên tiếng phát biểu như trên và cho biết là canada đang tìm kiếm một cái liên minh quân sự khác chung với anh Úc và Hoa Kỳ, nhưng những cái liên minh này là sẽ là phi nguyên tử. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Nam Hàn dự tính sẽ đặt hệ thống radar để mà giám sát các cái thử nghiệm hỏa tiễn và điều này có thể sẽ gây nổi giận cho cả Bình Nhưỡng lẫn Bắc Kinh. Hoa Kỳ, Nhật Bản và Nam Hàn đang tìm cách liên lạc để mà tạo ra một cái hệ thống radar à, tốt hơn để mà giám sát tất cả những cái hỏa tiễn từ phía Bắc Hàn cũng như là có những cái à, phản ứng để mà đối phó lại việc bắn thử các hỏa tiễn này. Một biến chuyển mà tờ à, Bloomberg mô tả là có thể sẽ gây nổi giận cho cả Trung Quốc lẫn Bình Nhưỡng. Một trong những cái thỏa thuận đã được đưa ra, trong đó trong cái cuộc họp tại Singapore vào tháng 6, thì tờ báo của Nhật Bản vào ngày thứ ba chỉ ra cho thấy các giới chức đã không lên tiếng cho biết tên tuy nhiên thì họ nói rằng quan hệ và nồng ấm giữa Seoul và Tokyo với sự trung gian của Hoa Kỳ có thể sẽ dẫn tới một cái cuộc gọi là liên minh để mà đối phó với tình trạng thử nghiệm nguyên tử và thử nghiệm vũ khí của Bắc Hàn và dưới thỏa thuận này thì các cái trung tâm chỉ huy sẽ được thiết lập tất cả những cái dàn radar ở từ ở Nhật Bản qua tới Nam Hàn và trong đó lực lượng của Hoa Kỳ đều có mặt ở cả hai quốc gia này. Trong đó Hoa Kỳ đang à, thực hiện cái chiến lược Indo-Pacific và trung tâm chỉ huy này nằm tại Hawaii và ta báo cho biết là họ sẽ cung cấp tất cả các cái dữ liệu giám sát bởi hệ thống radar để có thể giám sát tất cả những cái hỏa tiễn bắn lên từ lãnh thổ của à, phía Bắc Hàn cũng như là họ sẽ giám sát trên thành lục địa của Trung Quốc và thỏa thuận này được xem này trong cái nỗ lực nhằm tìm tìm cách gọi là kiềm chế cái việc mà Hoa Bắc Hàn đang có những thái độ được xem là hung hăng ở tại khu vực. Đồng thời cái thỏa ước này cũng sẽ là nỗ lực để kiềm chế Trung Quốc vốn đã có những cái hoạt động trên thềm lục địa của họ và hệ thống radar này có thể sẽ giám sát được tất cả những hoạt động quân sự của cả Trung Quốc lẫn Bắc Hàn. Đây là điều mà phía tờ Bloomberg lên tiếng và nói rằng có thể là cái việc lắp đặt tất cả những cái hệ thống radar này sẽ gây nổi giận cho cả bình nhưỡng lẫn bắc kinh. Phía chính quyền của Nhật Bản lên tiếng cho biết rằng là vẫn chưa có quyết định một cách rõ nét trong cái thỏa thuận này. Tuy nhiên, các phía sẽ tiến tới một cái đối thoại đa phương thượng đỉnh vào tháng 11 sắp tới đây. Mà trong đó thì Bộ trưởng Quốc phòng của, à, xin lỗi quý vị, phát ngôn viên Bộ trưởng à, Bộ Quốc phòng của Nhật của Nam Hàn là Chi On Ha cho biết rằng là đôi bên các phía sẽ bắt đầu đưa ra cái quyết định sau cùng vào tháng 11 năm nay. Đây được xem là cái hợp tác mới nhất của Nam Hàn, Nhật Bản và Hoa Kỳ nhằm tăng cường khả năng kiềm chế tất cả những cái đe dọa hỏa tiễn từ phía Bắc Hàn cũng như các hoạt động quân sự của Trung Quốc bên thềm lục địa của họ. Đây được xem là một trong cái hợp tác mới nhất sau khi mà Nam Hàn và Nhật Bản đã vượt qua được cái lấn cấn trong lịch sử để đi tới việc hợp tác toàn diện trong vấn đề kinh tế lẫn quân sự và chip điện tử à, cùng một lượt thì chế độ Kim Jong Un đã bắt đầu đưa ra một số những cái lời tuyên bố và được xem là có thể sẽ có những cái hoạt động sắp tới đặc biệt là bắn thử các hỏa tiễn đạn đạo của họ hoặc là có thể quay trở lại thử nghiệm nguyên tử theo tường trình của giới tình báo của hoa kỳ cho biết và kim jong un được xem là hiện nay đang tìm cách gọi là khoe thêm cái phần bắp thịt quân sự của họ khi mà tháng trước ông ta đã cho thử nghiệm và nói rằng phía bắc hàn đã có được cái ngư lô nguyên tử có thể tạo ra cái sóng thần phóng xạ và có thể đánh đối thủ ở từ ở xa mà không cần phải tiếp cận gần đây được xem là một trong những cái lời đe dọa mới nhất của kim jong un đưa ra giữa lúc mà Nhật Bản, Nam Hàn và Hoa Kỳ đang có những cái dự tính hợp tác là sẽ tập trận chung trên bờ biển của Nhật Bản và trên bờ biển của Nam Hàn trong năm 2023. Đó là bản tin liên quan tới thời sự của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng là một trong những bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay. Lực lượng dân quân ngư phủ của Trung Quốc đã phá đám cuộc tập trận trên vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam giữa khối ASEAN và Ấn Độ. Bản tin mới nhất cho biết các chiếc tàu được mang danh là tàu ngư nghiệp của Trung Quốc đã tiếp cận gần khu vực hải quân đang tập trận của khối ASEAN và Ấn Độ ngay trên vùng biển Việt Nam ở tại và vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở tại biển Đông. Bản báo cáo đưa ra vào ngày thứ hai. Một chuyên gia độc lập từ Việt Nam cho biết Bắc Kinh đã sử dụng cái lực lượng dân quân ngư phủ này để mà làm gián đoạn cuộc tập trận hải quân. Phía Bắc Kinh vẫn lên chưa lên tiếng trả lời hãng thông tấn Reuters về hành động trên. Tuy nhiên, thì cả chính quyền của Việt Nam và cả chính quyền của Ấn Độ đã từ chối không phát biểu. Cuộc tập trận kéo dài 2 ngày là sự phối hợp lần đầu tiên của khối ASEAN và Ấn Độ, có cái tên chính thức là ASEAN India Marine Time Exercise, hay còn gọi tắt là AIME năm 2023, bắt đầu từ hôm Chủ nhật, với các chiếc tàu hải quân và tàu chia và chiến đấu cơ từ Ấn Độ, Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Indonesia và Brunei cùng tham gia cuộc tập trận này và nó diễn ra trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Nơi mà Trung Quốc đã có những chiếc tàu người dân quân ngư phủ của họ đã tiếp cận và và phá đám và gây gián đoạn cho cuộc tập trận này. Ít nhất hai nguồn tin từ Ấn Độ đã cho biết như trên. Phía giới chức Ấn Độ nói rằng họ đã phát hiện ra ít nhất là 5 chiếc tàu dân quân này đã tiếp cận gần khu vực được xem là có cuộc tập trận và một chiếc tàu nghiên cứu của Trung Quốc cũng đã à, đi theo những chiếc tàu này và tiến gần đó một trong những nhân vật chuyên gia của à, biển Đông thuộc trường đại học Stanford University có tên là Ray Powell cho biết là phía tàu dân quân Trung Quốc đã tiếp cận cách cái tàu của hải quân của Ấn Độ là khoảng 10 dặm và trong đó họ treo cờ là tàu ngư nghiệp. Tuy nhiên thì à, các tàu à, ngư phủ của Trung Quốc thông thường vẫn cả à, có những cái vũ khí và đồng thời họ cũng là là làm việc chung với nhà nước cộng sản trung quốc và được gọi là nhóm dân quân ngư phủ trong đó thì một trong những người quản lý của một cái tổ chức ở việt nam có tên là văn phạm vốn là người quản lý của một cái tổ chức có tên gọi là scsci tức là South China Sea Chronicle Initiative, một tổ chức được xem là độc lập và bất phù lợi đã quan sát về tình trạng mà ít nhất là các chiếc tàu ngư phủ như dân quân của Trung Quốc đã quay vây xung quanh các cái tàu chiến của nhiều quốc gia và điều này theo lời của bà này cho biết thì nó đã khiến cho cái cuộc tập trận bị gián đoạn và cái mô hình tập trận đã bị vỡ ra và các tàu chiến của các quốc gia đã phải thay đổi cái hướng di chuyển của họ. Đây được xem là một trong những cái hành động khiêu khích mới nhất của Cộng sản Trung Quốc ngay trên vùng biển Việt Nam, nơi mà khối ASEAN và Ấn Độ đang mở cuộc tập trận tại đây và cuộc tập trận này lần đầu tiên được tổ chức ở trên vùng biển đặc quyền kinh tế của việt nam nhưng nằm dưới sự điều khiển của ấn độ và của singapore lực lượng hải quân của hai quốc gia này đây được xem là một cái hành động mới nhất và trong đó có thể dẫn tới những căng thẳng ở tại biển đông đặc biệt là sự căng thẳng đang diễn ra giữa lúc mà không có sự hiện diện của hoa kỳ đó là bản tin liên quan tới tình hình của á châu ngày hôm nay cùng một lượt thì à, phía bắc của ấn độ cho biết có 3 người đã bị thiệt mạng sau khi một chiến đấu cơ đã bị à, tai nạn và đâm vào một ngôi nhà phía bắc của ấn độ bản tin từ new delhi cho biết ba người đã bị thiệt mạng khi một chiếc chiến đấu cơ của lực lượng không quân ấn độ đã gặp tai nạn và rơi vào cái à, mái nhà của một à, ngôi nhà ở ngôi làng phía bắc của cái à, à, tỉnh được xem là sát biên giới của ta là Rajasthan vào ngày thứ hai. Theo báo cáo của lực lượng không quân của phía Ấn Độ cho biết, chiếc này là chiếc do Nga sản xuất là một chiếc một ghế ngồi gọi là MiG-21 đã gặp tai nạn ngay sau khi mà phi công vừa báo động về tình trạng khẩn cấp và nhảy ra khỏi chiếc máy bay theo tường trình của lực lượng không quân Ấn Độ cho biết và chiếc máy bay này đã rơi vào nóc nhà của một ngôi nhà ở ngôi làng thuộc quận Hanumangrad và đáng tiếc là chúng ta đã bị mất đi ba sinh mạng đó là lời phát biểu cho biết như trên viên phi công đã nhảy ra một cách an toàn và bị thương nhẹ trong tiến trình này và ba người bị thiệt mạng là ba người nằm dưới mặt đất đây được xem là chiếc chiến đấu cơ vốn đã được bán cho ấn độ từ thời mà còn cựu liên bang xô viết và chính ra nó sẽ hết cái hạn tuổi phục vụ là năm năm 2025 và chiếc 21 này là một chiếc single seat tức là một chiếc một ghế và trong đó Ấn Độ đã sử dụng khá nhiều đặc biệt là trong cuộc chiến đụng độ với lại Trung Quốc năm 1963 và kể từ đó thì Ấn Độ đã sử dụng các loại chiến đấu cơ của Nga đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình của Trung Quốc ngày hôm nay Lực lượng tình báo của Trung Quốc đã đột kích vào một văn phòng cố vấn có tên là Cap Vision tại Bắc Kinh và các thành phố khác tại Trung Quốc, giữa lúc mà họ đang tìm cách dập tắt tất cả những cái hoạt động của các công ty thương mại ở ngoại quốc ở tại Trung Quốc vì đã cung cấp một số những cái dữ liệu tế nhị về vấn đề kinh tế. À, công ty ngoại quốc hoạt động tại trung quốc hiện nay đang nằm dưới sự áp lực gia tăng rất nhiều sau khi mà trung quốc đã thay đổi cái luật lệ an ninh của họ trong đó buộc tất cả các công ty ngoại quốc là hoạt động tại trung quốc phải cung cấp đầy đủ các cái hoạt động của họ cho giới tình báo của trung quốc và cuộc điều tra này cho biết rằng là họ tấn công vào một cái công ty về tư vấn à, à, của có trụ sở đặt tại bắc kinh tại thượng hải và một số những cái khu vực ở phía nam bao gồm ở từ châu và ở thẩm quyến và một số những vị trí khác theo tường trình của à, giới báo chí của hồng kông cho biết và cuộc đột kích này đã được thực hiện bởi của cơ quan công an mật vụ của Trung Quốc và trong đó họ đang tìm cách đặt câu hỏi và thẩm vấn đối với các nhân viên làm cho cái công ty tư vấn này. Đây được xem là hành động đầu tiên của Trung Quốc nhắm vào các công ty ngoại quốc sau khi mà Quốc hội Trung Quốc đã cho thay đổi cái luật lệ liên quan tới chống phản gián và trong đó tăng cường rất nhiều việc giám sát đối với các công ty ngoại quốc đang hoạt động ở tại trung quốc đặc biệt là vấn đề liên quan tới những cái dữ liệu mà nhà nước cộng sản trung quốc xem là những cái dữ liệu đầy nhạy cảm liên quan tới cái nội tình của trung quốc hoặc là các con số liên quan tới kinh tế mà bắc kinh cho rằng sẽ gây ảnh hưởng về tâm lý của công chúng và có thể gây hoang mang cho công chúng đó là bản tin liên quan tới tình hình của trung quốc ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình của á châu ngày hôm nay bộ trưởng quốc phòng của đài loan tuyên bố là đài loan sẽ không để cho hoa kỳ làm nổ cái công ty tsmc nếu như mà trung quốc mở cuộc tấn công vào đảo quốc đài loan Bản tin mới nhất từ Đài Loan cho biết, thì Bộ trưởng Quốc phòng của Đài Loan là ông Chiu Kuchen trong ngày thứ hai lên tiếng khẳng định là lực lượng của quốc phòng của họ sẽ không để cho bất kỳ một cái cuộc phá hoại nào nhắm vào các cái cơ sở của Đài Loan. Đặc biệt có một cái lời tiên đoán từ bên ngoài cho rằng là phía Hoa Kỳ sẽ cho phá hủy toàn bộ công xưởng của TSMC nếu như mà Trung Quốc mở cuộc tấn công vào đảo Quốc Đài Loan trong cuộc họp báo được tổ chức bởi một cái tổ chức uh, chiến lược đặt trụ sở tại California có tên là uh, Milken Institute thì uh, ông uh, dân biểu có tên là Moynan đã lên tiếng và hỏi rằng liệu ở uh, cái chính sách về uh, chip điện tử của Hoa Kỳ đã đối phó với Trung Quốc trong đó uh, có khi nào Hoa Kỳ sẽ cho phá hủy toàn bộ cái công xưởng TSMC của Đài Loan để mà đối phó với tình trạng Trung Quốc tấn công toàn diện và chiếm lấy cái kỹ thuật này hay không. Thì trong cái cuộc nói chuyện trên cái hội đồng lập pháp của Đài Loan vào ngày thứ hai thì Chiu Kuchen đã được giới truyền thông của Đài Loan hỏi về vấn đề này và ông Chiu nói rằng bất kỳ ai mà đánh bom hoặc phá hủy tất cả những cái cơ sở của Đài Loan đều sẽ bị nhận lãnh hậu quả và đài loan sẽ dành toàn quyền để bảo vệ cho tất cả những cơ sở thương mại và các cái hạ tầng cơ sở của đài loan trong đó bà nói rằng nếu như mà có đánh bom vào trong cái tsmc để phá hủy toàn bộ cái công xưởng này thì điều đó sẽ không xảy ra và đài loan sẽ dành toàn quyền để bảo vệ cho các cái cơ sở tư nhân cũng như các hạ tầng cơ sở của đài loan nếu như trung quốc tấn công và có ai đó đánh bom để phá hủy cái công xưởng này để không để cho Trung Quốc có thể tiếp cận tới cái kỹ thuật của Đài Loan, đó là bản tin liên quan tới tình hình của đảo quốc Đài Loan ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, lần đầu tiên ông Thaksin Shinawatra à, tuyên bố có thể sẽ trở về Thái Lan trong lúc mà ông ta tự nhận mình đã già và à, có thể sẽ à, không tiếp tục cái cái đường hướng chính trị của ông một trong những cựu thủ tướng nổi tiếng của Thái Lan là nhà tài phiệt Thaksin Shinawatra được xem là một trong những người mô tả là anh hùng của giới nông dân của Thái Lan có thể sẽ quay trở lại Thái Lan và phương quốc này để đối phó và cũng như là giải quyết tất cả những vấn đề pháp lý sau một thời gian ông sống lưu vong và điều này có thể sẽ diễn ra trước cuộc bầu cử và thăm nhà của Thái Lan vào ngày 14 tây tháng 5. Năm nay 73 tuổi vốn là một tài phiệt của ngành viễn thông ông đã rời khỏi Vương quốc Thái Lan từ năm 2008 à, sau khi mà ông ta tránh một cái đơn kiện mà khiến cho ông ta bị 2 năm tù trong việc mà mua những cái mảnh đất của nông nghiệp của Thái Lan và trong đó năm 2006 đã có một cái cuộc đảo chánh để lật đổ chính quyền của ông ta, vốn là một nhân vật được xem là đầy quyền lực tại Thái Lan, ông đã đi sống lưu vong và sau đó thì em gái của ông ta cũng đã là một à, à, à một thủ tướng của Thái Lan và bà này cũng là bà, bà có tên là Lất và bà này được xem là người đã hỗ trợ rất nhiều cho người nông dân Thái Lan. Tuy nhiên, bà cũng đã bị à, đẩy đi lưu vong sau khi mà à, chế độ quân à, phiệt của Thái Lan cáo buộc rằng là bà đã sử dụng cái tiền và của ngân sách của chính phủ và tài trợ cho những nông dân và điều này đã vi phạm vào cái hiến pháp của Thái Lan. Nay thì cả hai người đi sống lưu vong. Tuy nhiên, thì à, Điều mà quay trở lại khiến cho ông ta quay trở lại bởi vì con gái của ông Thaksin Shinawatra được xem là một trong những ứng cử viên hàng đầu của đảng bảo thủ tại Thái Lan có thể sẽ chiến thắng cái ghế thủ tướng trong cuộc bầu cử sắp tới. Và đây được xem là một trong những cái động lực mà khiến cho ông Thaksin Shinawatra có thể quay trở lại Thái Lan. Trong cái tweet vào ngày thứ ba, thì ông Tassin đã lên tiếng và nói rằng ông sẽ quay trở lại và tôi có một cái quyết định quay trở lại và chăm sóc cho đứa cháu ngoại của tôi trong tháng 7 trước khi mà à, có cái ngày sinh nhật của tôi và tôi đang hỏi cái uh, điều kiện cho phép và trong đó 17 năm tôi đã xa gia đình và bây giờ tôi đã già, đó là lời phát biểu của ông và Phil Thai được xem là năm nay 36 tuổi, vốn là con gái của ông Tassin hiện nay là nhân vật đứng đầu của đảng bảo thủ và đang dẫn đầu trong cuộc tranh cử ở tại Thái Lan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của à, Thái Lan ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Và bây giờ như thường lệ thì chúng ta vẫn bước qua phần đọc comment và thảo luận. Trước khi bước qua đọc comment và thảo luận, vẫn nhắc lại quý vị, tạp chí quốc phòng số ra tháng 4, số thứ hai đã có và đã gửi đi trong tuần này thì quý vị ở Mỹ nhận được và cuối tuần này hoặc là đầu tuần tới thì những khán giả ở ngoại quốc tức là ở ngoài nước Mỹ sẽ nhận được. Mong là quý vị kiên nhẫn một chút xíu và những quý vị nào mà muốn order tạp chí quốc phòng số thứ hai và số 1 thì quý vị có thể liên lạc về cái địa chỉ email nằm ngay trên màn hình của quý vị là trần nhật phong đạo diễn at yahoo.com Trần Nhật Phong đạo diễn at yahoo com để mà biết thêm chi tiết. Đây là cuốn tạp chí quốc phòng đầu tiên của người Việt hải ngoại chuyên về tin tức quốc phòng ở Á Châu Thái Bình Dương và ấn Độ Dương. Trong đó sẽ ghi nhận lại các cuộc tập trận và cũng như là các cái um, biến cố và những cuộc đối đầu diễn ra. Đặc biệt ngày hôm nay quý vị thấy Trung Quốc đã đưa tàu dân quân ngư phủ của họ tới phá đám cuộc tập trận của khối ASEAN và Ấn Độ trên vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Thì chi tiết hình ảnh cũng như những chi tiết này chúng tôi sẽ có đầy đủ cho quý vị trong cái uh, số ra tháng 5 và trong cái tạp chí quốc phòng tháng 5 của chúng tôi. Hy vọng rằng quý vị sẽ đón xem tạp chí quốc phòng này với những chi tiết đầy đủ hơn, hình ảnh đầy đủ hơn. Thay vì bản tin có một phút mấy 2 phút mà phong đọc ở trên đài thì ở trên cái tạp chí quốc phòng này sẽ có đầy đủ tất cả những hình ảnh và chi tiết hơn để quý vị hiểu rõ về những biến động xảy ra tại Á Châu Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Rồi bây giờ chúng ta bước qua cái phần đọc comment và thảo luận nha. Rồi nếu đặt ra đây như vậy hỏa tiễn Trung Cộng Bắc Hàn có phóng qua lãnh thổ Nam Hàn Đài Loan được không anh? Cái này là ở Nam Hàn và ở Nhật Bản không có liên quan gì tới Đài Loan hết. Thứ nhất là đà, hệ thống đà, của radar này sẽ giám sát và sẽ phát hiện bất kỳ một cái việc bắn thử hỏa tiễn nào. Và họ sẽ giám sát được cái hỏa tiễn này bay tới đâu. Và có đụng tới lãnh thổ của họ hay không. Để họ phóng cái dàn hỏa tiễn lên bắn trận. Và nó được đặt ở đối diện với lại phía Bắc Hàn và đồng thời đối diện lại phía thềm lục địa Trung Quốc. Tức là họ chỉ giám sát tất cả những cái vật nào bay lên mà được cho là hỏa tiễn mà có cái hướng bay về lãnh thổ của họ Nam Hàn và Nhật Bản thì họ sẽ báo động đó là cái hệ thống radar nha. Yeah. Rồi tiếp tục. Wow. À. Hoa Kỳ ngày càng tạo ra áp lực cho China thấy được sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ. Quý vị, cuộc tập trận ngày hôm nay trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam cho thấy không có sự hiện diện của Hoa Kỳ. Thì Trung Quốc tha hồ hoành hành tại đây. Họ sẵn sàng có những cái hành động được xem là à, à, gây hấn, hung hăng. Và quý vị, tàu dân quân ngư phủ của họ đã phá đám cuộc tập trận này. Đã phá đám khiến cho cái bô hình tập trận đã bị vỡ ra. Và các tàu mà tham gia vào, của các quốc gia mà tham gia cuộc tập trận này phải bẻ lái đi qua hướng khác thì quý vị thấy rõ ràng là Bắc Kinh mà không có sự hiện diện của Hoa Kỳ ở Biển Đông họ sẽ diều hâu tới mức độ nào và trong đó quý vị thấy rất rõ là họ không khe cái khối ASEAN họ sẵn sàng uy hiếp và ngay trên vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam quý vị mỗi lần tập trận là đều thông báo hàng hải cho biết là ô chúng tôi sẽ có cuộc tập trận ở vùng biển đó tất cả tàu dân sự không được qua lại ủa đã có thông báo nhưng mà tại sao tàu dân quân ngư phủ của Trung Quốc vẫn tiếp tục xâm nhập Điều này cho thấy là trong nhiều năm nay, hải quân Việt Nam đã bất lực. Và tàu dân quân ngư phủ của Trung Quốc vẫn ngang nhiên đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nó chả coi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ra cái gì cả. Bởi vì lực lượng hải quân đó trốn mất tiêu rồi. Không có một phản ứng gì hết để cho nó ngang nhiên đi vào và hôm nay nó phá đám luôn cả cuộc tập trận. Cuộc tập trận này là do Singapore và Ấn Độ đứng ra tổ chức nhưng lại tập ở trên cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, tức là 200 hải lý. Thì quý vị thấy là không có sự hiện diện của Hoa Kỳ, Bắc Kinh sẽ diều hâu tới mức độ nào ở trên biển Đông nha. Rồi tiếp tục. Ok à. Ok. Trung Quốc Việt Nam núi liền núi, sông liền sông, Mỹ muốn động đến trên biển Đông à em à, e là không dễ. Nó no. Đó là Cộng sản Trung Quốc và Cộng sản Việt Nam. Đừng lôi, lôi tên dân Việt Nam vô. Dân Việt Nam chả có núi liền núi, sông dần sông gì với Cộng sản Trung Quốc cả. Cái đó là Cộng sản Việt Nam thôi. Đừng có đánh đồng dân tộc Việt Nam nha. Ok? Đừng có đánh đồng dân tộc Việt Nam. Dân tộc Việt Nam không muốn bất kỳ một người Trung Quốc nào xuất hiện trên lãnh thổ Việt Nam hết. Chỉ có Cộng sản Việt Nam để cho Trung Quốc tha hồ, thao túng trên mặt biển thôi. Ok? Rồi tiếp tục. Đài Loan đã sẵn sàng cho kịch bản Trung Quốc chiếm Đài Loan. Mặc dù tỷ lệ Trung Quốc chiếm Đài Loan không thể, nhưng đã sẵn sàng có kịch bản xấu nhất rồi. Không biết họ có tập họ tập có chiếm được không thôi. Ít nhất là bây giờ Đài Loan đã có nhiều cái khả năng kiềm chế. Thứ nhất là họ có cái dàn phòng không Patriot về phòng thủ. Thứ hai, các F16V của họ đã được nâng cấp. Và thứ ba, các công xưởng của Hoa Kỳ và của quốc tế đã bắt đầu đặt tại Đài Loan về quốc phòng. Có nghĩa là Trung Quốc mà tấn công vào đảo quốc Đài Loan là tấn công vào các hạ tầng cơ sở của các công ty quốc phòng của Hoa Kỳ. Lúc đó Hoa Kỳ có đầy đủ chính danh để phản ứng. Do đó, cái mức kèm chế này rất cao. Cái mức kèm chế này rất là cao và Trung Quốc phải cân nhắc rất nhiều lần nha. Rồi tiếp tục à chính quyền của ông Prayut có phải là chính quyền quân phiệt? Yes. Tại vì ông ta đã sử dụng cái hiến pháp là mỗi khi có bất ổn chính trị thì quân đội có thể nắm quyền một khoảng thời gian trước khi trả lại chính quyền về dân sự và việc này đã xảy ra rất nhiều lần tại Thái Lan. Do đó, người ta gọi cái chính quyền của ông ta là chính quyền quân phiệt. Ông ta dựa trên cái hiến pháp của Thái Lan. Tại vì hiến pháp của Thái Lan thì quân đội có trách nhiệm bảo vệ cho cái ngôi vị của hoàng gia và sẽ nắm quyền điều hành đất nước nếu như có bất ổn chính trị. Và một khoảng một thời gian đó họ phải trả lại cho chính quyền dân sự. Tức là phải tổ chức lại bầu cử. Thì bây giờ đang tổ chức lại bầu cử vào tháng 5. Thì chưa biết như thế nào. Nhưng mà con gái của ông uh, Thaksin Sinawatra đang là ứng cử viên hàng đầu nha. Yeah. Rồi tiếp tục. À, China chán sống rồi sao mà đi giỡn mặt với India và Asia tập trận. nó no. Họ đang phô trương sức mạnh và dằn mặt khối ASEAN đó. ASEAN làm được cái gì? Bây giờ nó phá vỡ luôn cả cái cuộc tập trận rồi. Tức là bà chuyên gia và Vân Phạm bà nói đó là cái mô hình tập trận các tàu bè đang sắp sắp đội hình bây giờ vỡ ra hết rồi. Làm gì nhau? Cho thấy rằng không có sự hiện diện của Hoa Kỳ trên Biển Đông Trung Quốc tha hồ thao túng mà không quốc gia nào phải dám phản ứng hết cả. Đó quý vị, đã là tập trận thì phải thông báo là xung quanh khu vực này tập trận không cho phép tàu dân sự mong mang tới gần. Mà tại sao dân quân ngư phủ của Trung Quốc vẫn có mặt và phá đám cái cuộc tập trận này? Là do phía Hạ Hải quân Cộng sản Việt Nam xưa nay không dám làm gì. Cho nên là nó mới ngang nhiên đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Các vị thấy chưa? Không có sự hiện diện Hoa Kỳ là Bắc Kinh sẽ diều hậu như thế nào nha. Yeah. Rồi tiếp tục. À... Ok thị trường âu châu ấn độ à, cũng đủ để hoa kỳ thay thế thị trường 1 tỷ dân của trung quốc thật sự quý vị bây giờ chưa nói được bây giờ thì à, họ đang chuyển hướng đầu tư qua ấn độ và nam á cũng như là đông nam á thì hy vọng rằng những cái thị trường này thay thế được cái thị trường 1 tỷ một tỷ 4 dân của trung quốc tuy nhiên thì à, bắc kinh cũng đang tìm cách tăng cường cái việc bị cô lập tức là họ chống lại sự cô lập này nha rồi tiếp tục Ok Vì sao Indonesia và Malaysia không lắp camera trên tàu giống Philippines? No Họ có tàu của họ, họ có hệ thống radar của họ rồi Còn Philippines không có lắp Philippines là mời các ký giả quốc tế trên tàu tuần duyên của họ Còn Malaysia và Indonesia họ rất cứng rắn Đụng tới cái là cái đặc quyền kinh tế của họ là họ bắn ngay tại chỗ Và Indonesia đã bắn nhiều lần Họ đã bắt tất cả những dân quân ngư phủ của Trung Quốc kéo lên bờ, đánh chìm tàu xong đưa những người này ra xét xử. Malaysia cũng vậy. Cho nên tàu Trung Quốc không dám mong mang tới. Nhưng Philippines thì yếu hơn. Do đó họ quy hiếp Philippines. Và giờ đây thì từ đây tới cuối năm không có chuyện đó nữa. Tại vì từ đây tới cuối năm, Philippines sẽ đi tuần tra chung với Hoa Kỳ. Ở trên, ở trên cái khu vực của Trường Sa. Có nghĩa là Trung Quốc mà hó hé một cái là đụng tới Hoa Kỳ đó. nha rồi à, Giá trị chung của Hoa Kỳ là gì? Là dân chủ, nhân quyền, tự do Và xã hội đa đảng Đó là giá trị chung Hoa Kỳ chỉ chia sẻ những giá trị này Với những quốc gia có chung giá trị thôi Chia sẻ sự thịnh vượng với những quốc gia có chung giá trị thôi Có nghĩa là Những quốc gia nào một đảng cai trị, độc tài toàn trị Sẽ không có chung giá trị với Hoa Kỳ Tại quyền tự do Dân chủ Và một cái cuồng máy chính trị đa đảng là chung một giá trị nha. Nếu Hoa Kỳ không chuyển trục về Á Châu, không có mặt ở Biển Đông thì Trung Quốc đã thu tóm Asia trong một nốt nhạc. Đúng, nếu Hoa Kỳ không kịp chuyển cho mà chuyển trục về Á Châu thì quý vị, ngày hôm nay toàn bộ Á Châu sẽ bị uy hiếp bởi Cộng sản Trung Quốc. Đó quý vị thấy cái cuộc tập trận kéo dài hai ngày đó. Có sự tham gia của các quốc gia trong khối ASEAN, Việt Nam, Thái Lan, Singapore, rồi Malaysia, Philippines, Brunei. Rồi có luôn cả Ấn Độ luôn Mà Trung Quốc còn diều hâu tới mức như vậy Thì quý vị thấy là Trong mắt Bắc Kinh Nó xem các nước Á Châu Là chư hầu Nó muốn làm gì nó làm Nếu các nước Á Châu mà tiếp tục Cái gọi là Cái khuynh hướng Gọi là ơi chúng tôi không đứng bên này Chống bên kia Chúng tôi đi theo phương diện đa phương đó Là chết cha với Trung Quốc Nó chơi cho, Nó ép cho Ngọc thở luôn bắt buộc phải có một cường quốc đối lập để kềm chế cái sự bành trướng và hung hăng của Trung Quốc. Cái sự kiện này xảy ra cho thấy rằng là các quốc gia Á Châu phải có quyết định. Mặc dù là thời gian tới Hoa Kỳ không ép, nhưng cuối cùng cái cục thế nó đưa tới họ phải chọn một bên. Nếu mà họ chọn Trung Quốc thì bây giờ họ sẽ cảm nhận được cái sự ép bức của Trung Quốc như thế nào. Trong khi Hoa, Hoa Kỳ hiện diện tại đây, họ đâu có ép ai. Họ đâu có uy hiếp, họ đâu có phá đám. Họ đâu có rọi tia laser vào tàu của quý vị. Trong khi Trung Quốc làm đủ mọi trò hết. Thì quý vị, đây cũng sẽ là một cái dấu hiệu tốt để cho đám Asia, tức là khối ASEAN nhìn rõ cục diện. Họ không thể cái kiểu mà chủ trương hai hàng được nữa. Họ phải chọn một bên để bảo vệ cho cái tư thế của họ tại Á Châu nha. Hoa Kỳ Tập trận Cộng sản Trung Quốc đem dân quân ra phá Hoa Kỳ à, không được bản. No, ông Trump đã ra lệnh từ năm 2019. Lúc đó ông nói rồi, ông nói lực lượng dân quân ngư phủ không phải là lực lượng dân sự. Họ là lực lượng, lực, lượng, lực lượng bán quân sự. Và Hoa Kỳ có quyền phản ứng nếu như mà họ gây nguy hiểm cho tàu của Hoa Kỳ. Cái lệnh này ông Trump đã ra từ năm 2019. Tại vì Trung Quốc luôn đội lốt tàu dân quân, tàu uh, ngư phủ nhưng mà những kẻ thủy thủ ở trên đó không phải là không phải thuần túy là những ngư dân. Họ là lực lượng peel đội lốt. Cho nên mới gọi là dân quân ngư phủ, tức là lực lượng bán quân sự. Mà đã gọi là lực lượng bán quân sự thì không còn là dân sự nữa, Hoa Kỳ có quyền phản ứng. Hoa Kỳ có quyền, tại vì luật của Trung Quốc rõ ràng, tư nhân không được phép sở hữu vũ khí. Vậy tại sao trên tất cả các tàu đánh cá của Trung Quốc đều có vũ khí? Tức là họ là công cụ của PLA. Do đó, ông Trump đã đưa ra cái quyết định từ năm 2019. Ông cho phép lực lượng Hải quân Hoa Kỳ và Tuần Duyên Hoa Kỳ có quyền phản ứng nếu như những chiếc tàu này đổi lốt dân sự mà gây nguy hiểm cho cái sự di chuyển của tàu Hoa Kỳ. Thì quý vị, đây chính là cái mà Cộng đồng quốc tế nhìn ra Trung Quốc chơi cái trò rất gian manh. Họ mượn danh dân sự để quấy nhiễu về mặt quân sự. Và chuyện ngày hôm nay rõ ràng nhất. Do đó quý vị, bây giờ mà quý vị mà tấn công mấy cái tàu này, Trung Quốc kêu, "Ê, tụi bay tấn công dân quân, ơi, ngư phụ của chúng tôi là những người dân không có súng." Lầm. Trung Quốc chơi rất là gian manh. Do đó Hoa Kỳ đã có cái chính sách cứng rắn này nha. Rồi tiếp tục à, Ok à, qua những kẻ mà Cứ ngồi soi mói mấy cái chuyện tầm bậy tầm bạ Tôi không có giờ tôi ngồi tôi đọc trước Tin tức tôi dịch trực tiếp luôn Thích thì nghe không thích Đi ra khỏi channel của tôi nha Ok Rồi ông Trâm cho phép hải quân khai hỏa Khi mà quy hiếp anh nghĩ hải quân bên uh, Tàu dân quân Trung Cộng không No lúc đó là ông cho phép Trên vùng biển Hawksmoon Ở uh, khu vực này chứ không có phải là ở uh, Á Châu Thái Bình Dương. Tuy nhiên, ông cho phép lực lượng hải quân được quyền phản ứng nếu như họ cảm thấy nguy hiểm và không cần báo về cho uh, Tổng Tư lệnh quân đội biết. Thì quý vị, đây là cái xác lệnh của ông Trump năm 2019. Do đó, thì bây giờ quý vị, từ đây tới cuối năm thì Philippines sẽ đi tuần tra chung với lại lực lượng tuần duyên và lực lượng hải quân của Hoa Kỳ. Có nghĩa là Trung Quốc phải suy nghĩ thật kỹ trước khi mà có những cái hành động được xem là khiêu khích hay hung hăng. Ngược lại, ngược lại thì những quốc gia nào mà yếu kém mà thường xuyên để cho Trung Quốc xâm nhập thì quý vị họ bất lực. Đó, tập trận trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam mà tàu dân quân tàu dân quân ngư phủ của họ vô lúc nào Hải quân Việt Nam cũng không biết. Đến lúc nó tới thì gần nơi nó phá đám. Thì quý vị thấy rõ ràng là gì? Hải quân Cộng sản Việt Nam vốn không có coi trọng cái vấn đề chủ quyền biển đảo. Họ vẫn thường xuyên để cho tàu dân quân ngư phủ của Trung Quốc xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tập trận ở trên đó, họ không dám phản ứng. Trong khi đó quý vị, trước đó năm ngoái, khi mà tàu dân quân ngư phủ của Trung, của Trung Quốc tiếp cận ở khu vực, ở vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia, gần khu vực cái hãng mà Petronas tức là cái hãng dầu khí lớn nhất của Malaysia đang khai thác dầu khí. Malaysia gửi chiến đấu cơ ra uy hiếp liền. Không ra là bắn. Thì đám dân quân người phủ Trung Quốc lật đật chạy ra khỏi đó liền. Đó quý vị, cái thẳng thắng của biển đảo là như vậy. Tại vì trên quy tắc nó là vùng đặc quyền kinh tế. Có nghĩa là nó không phải lãnh hải của mình, nhưng thuộc quyền quản lý của mình. Còn 12 hải lý từ thành lục địa ra là hải phận của mình vô là bắn ngay. Còn cái vùng đặc quyền kinh tế đó là phần quản lý của mình ở ngoài biển 200 hải lý. Thì phải ngăn chặn để cho nó lọt vô rồi nó uy hiếp tới và nó phá vỡ luôn cái, cái cuộc tập trận này. Thì quý vị thấy rồi đó. Do đó quý vị, cục diện trên biển tôi đã nói quý vị. Cục diện trên biển, đừng nói chuyện chính trị, đừng nói chuyện ngoại giao. Cục diện trên biển, lực lượng quân sự nào mạnh thì uy hiếp được và giành được phần phần lợi. Đó là lý do tại sao Hoa Kỳ phải hiện diện tại Á Châu. Tại vì Trung Quốc đã lợi dụng cái sức mạnh quân sự uy hiếp những quốc gia ở xung quanh. Hoa Kỳ cần có sự hiện diện để kềm chế chuyện này. Tại vì các nước xung quanh rất yếu. Do đó quý vị, đây là một trong những cái chúng ta thấy rõ sự chuyển trục này là chính đáng và sự hiện diện của Hoa Kỳ tại Biển Đông là một điều hợp lý nha. Rồi tiếp tục à. À. Có dám nói gì đâu, chỉ kênh lên cái với người dân mình. Tôi nói quý vị, tôi chưa bao giờ nhìn thấy cảnh mà hải quân cộng sản Việt Nam trục xuất tàu của Trung Quốc ra. Chưa bao giờ có. Cùng lắm đó, đôi lúc có những cái chuyện cảnh sát biển xích vòi rồng đụng độ với tàu Trung Quốc rượt nhau vòng vòng. Cảnh sát biển thôi, không phải lực lượng hải quân cảnh sát biển tức là lực lượng dân sự chứ không phải lực lượng quân sự hải quân mới là lực lượng quân sự tôi chưa bao giờ nhìn thấy do đó quý vị nếu mà nói ở khối, khối asean đó, cái nước hèn nhất là cộng sản việt nam không dám mạnh tay với trung quốc không dám hó hé khi trung quốc lớn áp mình cùng lắm chỉ lên tiếng mà mặt ngoại giao và chính trị mà ngoại giao chả làm được cái con, con khỉ gì hết ở trên biển tôi nói quý vị rồi đừng có dùng ngoại giao hay là đối thoại hòa bình hay là chính trị con khỉ gì hết đó trung quốc vẫn làm đó, làm gì nhau ở trên biển là phải phô trương sức mạnh quân sự của mình có đủ quy thế trấn áp thì bảo vệ được quyền lợi của mình chứ không có chơi cái trò gọi là à, chúng tôi tranh đấu về mặt ngoại giao à, thúc đẩy luật biển khỉ khô đó luật biển đó ra năm 82 đó 88 nó đánh gạt ma Làm vì nhau Rồi 2012 Nó quất luôn cả Bãi cảng Scarborough đó Đã có luật biển rồi đó Thì làm gì nhau Do đó quý vị Chuyện trên biển Đừng bao giờ nói chuyện Chính trị hay ngoại giao hết Cây súng nói chuyện Nha Quân đội Việt Nam Thua rồi anh ơi à, Bạn bè với mấy đứa em Ở lính về mang toàn à, à, Thói hư tật xấu Hút thuốc Uống rượu Cờ bạc Em quân đội Cộng sản Việt Nam. Chứ không lại quân đội Việt Nam. Tại vì những kẻ đó là những kẻ phục vụ cho chế độ Cộng sản. Chứ nó đâu có phục vụ cho dân chúng Việt Nam và quyền lợi chủ quyền biển đảo của Việt Nam đâu. Nó là quân đội của Cộng sản. Mà Cộng sản xuất thân từ đâu? Xuất thân từ Cộng sản Trung Quốc. Nó là con đẻ của Cộng sản Trung Quốc. Nó lập đảng Cộng sản ngay trên lãnh thổ Trung Quốc. Thì các em nói gì được nữa đây? Đảng Cộng sản thành lập ngay trên lãnh thổ Trung Quốc và được đẻ ra bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thì các em nói gì được nữa đây nha. Yeah. Rồi tiếp tục. À vài ngày nữa lại nghe Lê Thị Thu Hằng lên tiếng đọc khung sáo. Đã xét. Tôi đã nói với quý vị rồi, chả làm được cái gì cả. Chả làm được cái gì cả. Và lần này Trung Quốc dằn mặt luôn cả Nguyễn Phú Trọng lẫn Võ Văn Thưởng. Tại vì Sắp tới APEC diễn ra tại San Francisco Võ Văn Thượng tới dự Rồi Joe Biden mời Nguyễn Phú Trọng qua gặp Trung Quốc dằn mặt luôn Đi gặp đi Là cái này quý vị Tại vì sao tôi đã nói với quý vị Cục thế này phải chọn một bên Và Cộng sản không còn đường Để mua thời gian nữa Họ đã mua thời gian 28 năm rồi Tới lúc Hoa Kỳ chuyển trục Và có thái độ đối đầu với Trung Quốc Thì không còn thời gian cho họ nữa rồi phải chọn một phía. Để coi lần này Nguyễn Phú Trọng sẽ chọn về cái quyền lực của Đảng hay chọn về cái vận mệnh của dân tộc, tại vì hai cái đối lập nhau. Chọn về vận mệnh của dân tộc là là phải mở cửa cho Đảng đối lập hoạt động để đáp ứng cái quy tắc của Hoa Kỳ. Thì lúc đó kinh tế Việt Nam mới phát triển được và dân tộc Việt Nam mới chống được cái sự gọi là uy hiếp của Trung Quốc còn nếu mà ông ta chọn về đứng về phía Trung Quốc để duy trì cái quyền lực cai trị của đảng thì dân tộc Việt Nam sẽ vào bế tắc, không còn hướng phát triển, nha. Yeah. Rồi tiếp tục, Trung Quốc không chỉ tham ta à, có tham vọng thâu tóm Đông Á còn tham vọng thâu tóm toàn cầu luôn. Đó là cái lời cảnh báo của giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Hoa Kỳ. Trung Quốc đang có giấc mộng bá chủ thế giới và trong giai đoạn này họ đang tìm cách quân bình sự hiện diện của họ về quân sự ở nhiều nơi trên thế giới để à, quân mình cái cán cân quân sự với Hoa Kỳ. Cho tới giờ phút này ở Phi Châu, Trung Quốc chỉ có cái căn cứ quân sự ở Đài chi ở Phi Châu thôi. Và thứ hai là Campuchia là căn cứ thứ hai của Trung Quốc ở Đông Nam Á. Thứ ba là Trung Quốc ký được cái hiệp ước về à, à, hợp tác quốc phòng với quần đảo Solomon ở Nam Thái Bình Dương. Thì bây giờ Bắc Kinh đang tìm đủ mọi cách để đưa sự hiện diện quân sự của họ ở nhiều nơi tại vì hoa kỳ có ở khắp nơi hết rồi trung quốc đang có tham vọng này và đó là lời cảnh báo của bà giám đốc cơ quan tình báo quốc gia bà Hines. hôm rồi bà ra điều trần trước quỹ ban quân sự của thượng viện bà nói trung quốc đang tìm cách loại trừ hoa kỳ để thực hiện cái uh, mộng bá chủ toàn cầu nha yeah. rồi tiếp tục à uh, wow Chưa đi bộ đội thì chưa sao đi xong rồi về cái gì cũng nghiện Tôi không biết nhưng mà tôi nói thẳng với quý vị luôn Đó hôm trước tờ sao China Post đã phỏng vấn một của à, quân nhân đi nghĩa vụ quân sự đó Mà họ lấy cái tên giả là tên Khoa đó Họ nói rằng trong vòng 16, tháng, à, 16 tháng bắn có chín viên đạn thôi Thời gian còn lại toàn là đi trồng rau nuôi heo không à Ủa trách nhiệm của quân đội là bảo vệ lãnh thổ và lãnh hải chứ đâu phải trách nhiệm của quân đội là đi làm kinh tế nuôi rau với nuôi heo. Quý vị thấy chưa? Do đó, bây giờ nếu mà nói lực lượng quân sự ở Đông Nam Á, Việt Nam là yếu nhất. Không đủ khả năng. Vũ khí không không có đủ khả năng vũ khí, không có đủ khả năng về kinh nghiệm, không có đủ khả năng về à, à, thể lực. Toàn là thứ nghiện ngập không à. Nghiện rượu nghiện chất cấm nghiện thuốc lá rồi nghiện gái nữa thì quý vị nghĩ thành phần này làm sao ra trận nói tôi nghe đi ok rồi tiếp tục ok à phải gọi là quân đội lai căng khác máu dân tộc việt nam thì tôi nói quân đội cộng sản việt nam chứ không phải là người việt nam tôi đã từng nói quý vị là họ tôi không coi họ là người việt nam lý do họ giảng dạy sử của họ không à họ đâu có giảng dạy sử của người dân việt nam đâu sử của cộng sản không à rồi xuất thân của họ cũng đến từ trung quốc đẻ ra họ là cộng sản trung quốc thì cứ bị nghĩ làm sao họ chống lại cộng sản trung quốc đây nói tôi nghe coi ok rồi tiếp, tiếp tục wow à À, đi làm một quê nữa chú Phong ơi. Nếu 10 năm nữa Cộng sản Việt Nam nhu nhược liệu có mất thêm lãnh thổ vào tại Cộng sản Trung Quốc không? Không cần tới 10 năm, trong vòng 5 năm trở lại thôi. Bây giờ Quảng Ninh đã mất rồi. Bây giờ trên quy tắc về mặt bản đồ Quảng Ninh nằm trong lãnh thổ Việt Nam. Nhưng toàn bộ quản trị cái tỉnh Quảng Ninh bây giờ là giới thương nhân của Trung Quốc thao túng hết rồi. Coi như là về mặt thực tế chúng ta đã mất Quảng Ninh. Đó về mặt bản đồ thì nó vẫn còn nằm trong lãnh thổ việt nam nhưng mà về mặt thực tế toàn bộ tỉnh quảng ninh nằm trong tay của trung quốc ok rồi tiếp tục à, đi bộ đội không tiền mà bướng một chút bị đồn về thành ngu đó anh phong tôi không biết nhưng mà tôi đã được biết có rất nhiều em đi bộ đội và họ cho tôi biết được những cái giả mang ở trong cái trại lính ma cũ ăn hiếp ma mới rồi ép ma mới phải à, à, chích ma túy ép ma mới phải à, à, làm những cái việc gọi là khủng khiếp lắm mà nếu không làm đó nó quánh chết xong rồi nó nói là tự tử ở trong trại lính hoặc là nó nói rằng là có, có tranh chấp cá nhân nhưng mà nó sử dụng cái khủng bố đối với lính mới để nó chắc chắn rằng là những kẻ bước vô cái nghĩa vụ quân sự là phải tuyệt đối trung thành với cái đảng cai trị nếu như không sẽ mất mạng. Nó sử dụng cái khủng bố này ở trong trại lính nha. Yeah. Rồi tiếp tục à ok à nuôi heo trồng rau là thật nhưng tập thể lực vẫn uh... vẫn căng nha yeah. Tôi không biết nhưng mà tập làm sao nổi? Nghiện hút nè, nghiện rượu nè, nghiện ma, nghiện thuốc lá nè. Rồi nghiện gái nữa nè. Thì làm sao mà tập đây? Nói tôi nghe đi. Ok Ok à, Quân đội toàn đặt chỗ đông dân Chứ à, canh chi ngoài biển Tại vì pha sao Kiếm ăn được Đó việc theo đó việc theo được xem là công ty có lời nhất Ở Việt Nam bây giờ đó Là, là của quân đội đó Rồi cái tiền đó đi đâu cái tiền lời đó đi đâu quý vị nói tôi nghe đi Nó được xem là Cái công ty do quân đội điều, điều, điều hành đó Lợi nhất trong tất cả các công ty quốc doanh thì công ty việc theo do quân đội điều hành là lợi nhất đó vậy tiền lợi đó đi đâu nói tôi nghe đi và chính điều này nó dẫn tới một cái rất là nguy hiểm cho dân tộc tại vì cái tại sao cái đảng cai trị bây giờ nó không dám chống lại cộng sản trung quốc là bởi vì coi như sáu bảy thành phần trong quân đội tướng lãnh trong quân đội đều là công cụ của bắc kinh nó không khác gì Bắc Hàn cả. Bắc Hàn Kim Jong Un còn bắt đầu thanh trừng tất cả những thành phần thân Bắc Kinh. Nhưng ở Việt Nam tôi nói với quý vị từ 60 tới 80% giới tướng lãnh quân đội của Cộng sản Việt Nam đều là công cụ của Bắc Kinh. Đều là công cụ của Bắc Kinh hết. Chính vì vậy, Hải quân Việt Nam không được phép làm bất cứ một điều gì. Đi ngược lại quyền lợi của Bắc Kinh. Tập trận trên cái vùng đặc quyền kinh tế của mình mà tàu dân quân ngư phủ nó chạy tự do. Không có một cái hành động ngăn chặn nào hết để nó phá đám luôn nguyên một cái cuộc tập trận. Có cái nào đội quân hơn cái này không quý vị? Có cái nào đội quân hơn cái này không? Nó ngang nhiên đi vào vùng đặc quyền kinh tế của mình phá luôn cuộc tập trận đó. Và hải quân cộng sản Việt Nam trách nhiệm đâu? Đặc quyền kinh tế là là thuộc quyền quản trị của Việt Nam mà. Tại sao không bắn nó? Tại sao không trục xuất nó để nó vô nó phá đám? Quý vị, câu hỏi đã là câu trả lời nha. Yeah. Rồi à, à có thằng bạn chưa đến không biết ăn chơi, uống rượu, không uống rượu, đi lính về thì cái gì cũng biết hết. Ok, thì tôi nói quý vị, môi trường đó là môi trường khủng bố. Nó áp đặt tất cả giới trẻ Việt Nam là phải tuyệt đối trung thành với đảng Cộng sản đứa nào đi ngược là không còn mạng để về tại vì những nó nó dùng cái khủng bố ở trong đó và những cái ăn chơi trác tán để nó khống chế mấy đứa trẻ này để nó khống chế và quý vị bây giờ thì quý vị nhìn thấy rồi và đây là lý do tại sao mà philippines họ sẵn sàng đương đầu còn cộng sản thì không và cuối cùng tôi nói quý vị cục thế của á châu sẽ đi tới cục thế lưỡng là lưỡng cực một là sẽ phải đi về cái xã hội dân chủ tự do và nhiều đảng quản trị đất nước còn hai đi về thế độc tôn một đảng cai trị và đẩy dân tộc vào chỗ giới hạn không phát triển được đây là cục thế của Á Châu trong vòng một thập niên tới nếu không có những cái biến động về quân sự thì cục thế Á Châu sẽ đi vào hướng này những quốc gia không có chung giá trị với Hoa Kỳ sẽ bị đạt gạt ra khỏi cuộc chơi và bị giới hạn. Còn những quốc gia có chung giá trị, họ sẽ có mức phát triển kinh tế không giới hạn. Đó là cục thế. Vấn đề còn lại, chọn ai? Ok, chọn ai để mà chơi? Ok, quý vị. Rồi, cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi cảm ơn sự à, theo dõi của tất cả khán giả chúng ta sẽ gặp lại sau bye bye